Siêu Nhân xin chào cả nhà mình nha. Vào clip hôm nay Siêu Nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà mình. Đây là bạn Trâm, chủ của máy ấm Phong Châu Nha Trang nha cả nhà mình. Thì sáng hôm nay Siêu Nhân thay mặt cả nhà mình đem phần quà của cả nhà mình chia sẻ cái nỗi đau của em Trâm đang gánh, coi như là phụ với em Trâm nuôi các bé. Thì sáng hôm nay Siêu Nhân đã đến Nha Trang thì chưa có trao cái chia sẻ được gặp em Trâm nữa, thì là nghe thêm một thông tin nữa thì chồng của em Trâm thay mặt em Trâm vô chăm lo cho các bé thì không may bị con khỉ đó tiếp tục cắn nữa, nát hết hai bàn chân. Thì hiện bây giờ luôn là đang trong phòng cấp cứu. Thì hai bàn chân đó thì Siêu Nhân nghe nói là nãy giờ là thông tin từ trong phòng cấp cứu đưa ra là phải nhập viện luôn rồi đó, là chồng của Trâm nhập viện luôn rồi. Thì bây giờ là Siêu Nhân không còn biết là Trâm sẽ sắp xếp như thế nào để ai sẽ là người chăm sóc 300 đứa con còn lại ở nhà. Thì Trâm hiện giờ đang bị thương rất là nặng, bảo hiểm thì không có, chồng cũng vậy luôn, mà giờ lại là nhập đưa vô cấp cứu nữa, bây giờ ra nói chung là nhập viện luôn rồi đó cả nhà mình. Thì khó khăn nó càng khó khăn hơn, tưởng đâu là Trâm bị như vậy, ông xã của Trâm là thay mặt cộng đồng mình cũng như là thay mặt Trâm là chăm lo các bé, cuối cùng thì bây giờ cũng bị khỉ cắn luôn rồi. Thì Siêu Nhân đem phần quà của cả nhà mình đến cho em Trâm. Thì Siêu Nhân nói cả nhà mình vậy, Siêu Nhân sẽ đọc tên các mạnh thường quân mình ra cho em Trâm nghe, và em Trâm tri ân tấm lòng của mạnh thường quân mình. Còn cái vấn đề mà tay chân của em Trâm vậy thì ý Siêu Nhân không muốn cho em Trâm cầm tiền. Tiền thì nó Siêu Nhân sợ nó nhiễm trùng, nó có vi trùng á, sợ nó nhiễm trùng. Siêu Nhân không muốn cho em Trâm cầm tiền, nhưng mà Siêu Nhân để cho em Trâm biết được là mạnh thường quân trong và ngoài nước mình giúp đỡ như thế nào. Em Trâm tri ân rồi. Cái người mà đang cầm máy cho Siêu Nhân á, quay giùm cho Siêu Nhân đó là kề vai sát cánh với em Trâm, có lẽ là Siêu Nhân sẽ hỏi ý lại đưa tiền cho cái em Ngân nó cầm giùm, chứ còn giờ tay chân về Siêu Nhân sợ nhiễm trùng thôi, đúng không? Thì giờ anh để cái này ở đây, em cứ nói chuyện bình thường ha. Yeah. Rồi em cứ chào quý khán giả Mạnh Thường Quân đi. Dạ, em chào các anh chị Mạnh Thường Quân, chào các cô chú Sài Gòn. Dạ, nói chung là em nói chung là rất là xúc động luôn, tại vì cái hoàn cảnh này thì nói chung là bên trạm của em nó cũng không muốn, tại những đứa con của em thì nó đang ở nhà cũng không ai lo hết, mà nằm ở đây thì vừa buồn mà vừa lo, có ở nhà cũng biết ai chăm, mà giờ còn có mỗi cái ông chồng thì cũng nhờ ổng vô sáng quyết dọn cho nó sạch sẽ nhà cửa, rồi để xíu mấy chị cái vô phụ cho nó ăn chút, mà giờ tai nạn cũng đã xảy ra như vậy thì em cũng không mong muốn. Mà bữa giờ cũng nhờ anh Siêu Nhân, cũng nhờ các anh chị Mạnh Thường Quân á, là giúp đỡ cho các bé là có thêm hạt để ăn, với là giữ cho em một mớ tiền để phụ trong cái tiền viện phí của em nữa. Cho nên sáng nay là anh Siêu Nhân ra thì em rất là vui, mà thì vui thì cũng rất là nhiều, mà giờ thì nó cũng hơi rầu, giờ chồng cũng bị vậy nữa, mà thì cũng biết nó là sao nữa. Dạ thôi, em cũng đây là cảm ơn các Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Nói chung buồn thì cũng chẳng biết phải nói là sao nữa mọi người. Dạ thôi, em cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã thương trạm cũng như các bé nhà em. Dạ em xin cảm ơn mọi người. Mọi giờ chuyện xui rủi thì không ai né ai tránh được ha. Dạ. Xui rủi thì nói chung là không ai biết được chứ nhờ, và không ai né tránh được hết, trời kêu ai nói già thôi. Dạ. Có một cái điều anh rất là muốn biết, thật sự ra anh rất là muốn biết, cái lúc mà đám cưới của em đó, đứng trước bàn tổ tiên đó, hai vợ chồng em thề sao? Hai vợ chồng em thề, anh rất là muốn biết cái đó thôi, chứ còn xui rủi là không né được đâu. Hồi đó thề sao hả em? Thề sao? Dạ thì nói chung là lúc đó không thề, nhưng mà khi ở chung với nhau thì nói chung là gọi là hai vợ chồng cũng là gọi là có phước thì cùng hưởng, có quả cùng chịu, mà chỉ gọi là nó vui thôi nè. Đó, nói chung là hôm qua là chồng cũng có nói với em là ủa chứ sao khi con khỉ nó cắn gì sao giờ không chịu, giờ chạy đi. Xong rồi em mới nói chứ ông có giỏi ông về nó cắn ông thử ông có chạy nổi không. Thì em chỉ nói vui vậy thôi, em rồi. Đâu có biết đâu. Mà sáng nay công nhận, ông cũng nói với em đó là công nhận luôn. Nó mạnh quá đúng không? Nó mạnh quá, ông nói là sức anh đàn ông đây mà nó cắn anh mà anh té ngửa luôn, lấy đâu mà anh chạy cho nổi luôn chứ vợ. Đó, nói chung em chỉ nói vui, em đâu có nghĩ là em nói vậy mà ông bị đâu anh. Em không nghĩ là nó Siêu Nhân đó. Siêu Nhân thì muốn cho cái không khí nó không có buồn hơn, cho em Trâm cũng như là bớt đau khi nó đang như vậy. Siêu Nhân cũng muốn giỡn giỡn tiếu tiếu để cho em Trâm quên đi cái đau nha cái nhà mình ha. Thì theo như Siêu Nhân nghĩ là kêu bằng là bị bệnh mà cái phòng
này là ra phòng hồi sức rồi đúng không, mà khỉ cắn đại khái như thì ở đây siêu nhân thần còn thấy đây có trong cái giường, có lẽ là anh hồi chắc có lẽ là ông xã Trâm sẽ ra cái giường cái bên hay sao đây, bên đây xây qua đây. Khỉ cắn em sao rồi, đỡ đau chưa, em bớt rồi, cái bên đây xây qua khỉ cắn anh sao rồi, anh đỡ đau chưa, anh bớt rồi. Thật sự ra sáng hôm nay nghe bất ngờ cả nhà mình. Rồi bây giờ nha, anh đọc tên Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước giúp đỡ cho em ha. Em nghe ha, rồi em tri ân tấm lòng của Mạnh Thường Quân ha. Anh đọc từ từ cho em nghe và em hiểu nha. Chị Hương Từ ở cái bè giúp cho các bé nhà em làm 10 bao hạt. Cộng thêm 5 triệu tiền mặt. Mạnh Thường Quân giấu tên giúp em là 5 triệu tiền mặt. Em Nhi Nguyễn ở Mỹ giúp cho em là 10 bao hạt. Em Học Á ở Mỹ giúp cho em là 5 triệu. Em Liên ở Úc. Em Liên ở Úc thì hôm qua siêu nhân nhận được tới 31 triệu lần. Nhưng trong live thì em Liên nói là giúp 30 triệu. Thì để siêu nhân hỏi lại. Thì siêu nhân được biết thì cả nhà mình cũng thấy chung rồi đó. Em Liên ở Úc sẽ giúp cho em Trâm đây là 30 triệu. Có nghĩa là em Liên ở Úc giúp cho em 30 triệu. Em Phượng Bùi ở Mỹ giúp cho em 5 triệu. Và có gửi cho siêu nhân 500 ngàn để ăn uống đi đường. Anh cảm ơn em Phượng Bùi rất là nhiều. Chị Long Nguyễn ở Úc. Chị Long Nguyễn ở Úc gửi về cho siêu nhân là gửi về cho siêu nhân 2 lần tiền bằng 1.500 đô Úc. 1.500 đô Úc thì tuy nhiên thì là chuyển khoản qua thành tiền Việt cho siêu nhân. Thì siêu nhân nhận 2 lần tiền của chị á, tổng số là 22.210.000. Thì 22.210.000. Chị gửi về cho siêu nhân 1.500 đô Úc. Tổng số tiền là 24.210.000. 24.210.000. Chị nói siêu nhân lấy ra 2 triệu để ăn uống đi đường, chị bồi dưỡng cho siêu nhân. Em cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Số tiền của chị còn lại là 22.210.000. Đó là phần quà của chị Long Nguyễn ở Úc nha cả nhà mình ha. Còn chị Năm Ngọc, chị Năm Ngọc thì gửi cho siêu nhân là 5 triệu để mua 6 bao thức ăn mèo ra cho các bé ở Nha Trang. Thì cái này thì siêu nhân thay mặt các trạm các bé mèo ở Nha Trang xin cảm ơn tấm lòng của chị Năm Ngọc rất là nhiều. Chị nói siêu nhân rằng mua 6 bao thức ăn mèo, còn lại bao nhiêu thì chị gửi cho siêu nhân uống cà phê. Em cảm ơn chị nhiều. Tuy nhiên thì cái phần của chị Năm Ngọc thì siêu nhân để qua một bên nha cả nhà mình nha. Cái đó thì siêu nhân chia cho các bé mèo thì nó không có dính vô trong đây, thì cho phép siêu nhân để qua một bên. Trong đây thì siêu nhân đọc ra để cho chị Năm Ngọc nghe được là cái như em cũng có thay mặt chị mua 6 bao thức ăn mèo, rồi khi nào em trao như thế nào em sẽ nói cho chị biết. Quay trở lại câu chuyện cho em Trâm dễ hiểu hơn thì 10 bao hạt của chị Hương Từ, thì 10 bao hạt của chị Hương Từ và 10 bao hạt của em Nhi Nguyễn ở Mỹ là hai Mạnh Thường Quân mình là 20 bao. Thì siêu nhân chở ra đây, Mạnh Thường Quân mình kêu giống như chị Long Nguyễn và em Liên đó, thì kêu siêu nhân là lo cả hai. Siêu nhân cứ lấy tiền và mua hạt cho nhiều, bởi vì bị cái bệnh như vậy rồi ai mà lo cho các bé ăn đây. Tất cả mọi chuyện khó khăn mua hạt để chở ra dùm cho cả nhà mình, còn tiền còn lại thì đưa cho em Tâm lo viện phí. Thì siêu nhân đã chở cho nó chẳng luôn, thì siêu nhân đưa ra đây là 54 bao hạt chó. Thì ở trong đây á, thì siêu nhân nói rõ với cả nhà mình, chị Hương Từ cũng như là em Nhi Nguyễn á, thì là hai người là 20 bao. Tuy nhiên thì cái hạt cũ của siêu nhân còn thì không tới 20 bao đâu, nhưng mà siêu nhân cho rằng là 20 bao luôn. Bởi vì cái giá 20 bao này là cái giá cũ. Còn bây giờ hôm qua mình đã lấy lên như vậy, người ta lên cho mình là thành 650 một bao, 680 luôn á. Thì siêu nhân có đưa những tấm hình của em Trâm đang bị thương dày, siêu nhân có nói. Thì cuối cùng siêu nhân và công ty bàn qua xếp lại thì nói chung là còn 650 trên một bao. Thì cái số lượng những cái bao sau thì mình phải tính tiền 680. Còn cái nào của siêu nhân thì siêu nhân không có tính lên, siêu nhân vẫn tính cho các Mạnh Thường Quân mình như trạm cho các bé ăn thôi. Thì như vậy là tổng cộng là 34 bao mình phải trả tiền. 34 bao cộng với lại 10 bao của em Nhi Nguyễn
là 44 cộng 10 bao của chị Hương Từ là 54, đó là phần quà chung của cả nhà mình. Thì 34 bao nhân cho 650 một bao bằng 22.100.000. Siêu nhân chở xe trung chuyển đó cả nhà mình, xe trung chuyển ra đây á, thì là 1.700.000 tiền xe. Cộng với lại mình mua là 22.100.000 nữa thì thành 23.800.000. Tiền của Mạnh Thường Quân mình chung tay vô hết lại, không tính hai bao hạt của chị Hương Từ, 10 bao hạt chị Hương Từ, 10 bao hạt của em Nhi Nguyễn ra nha, không tính vô á, là tiền siêu nhân đã nhận được là 72.210.000. Thì mình trừ ra là 23.810.000, số tiền còn lại là 48.410.000. Thì ở đây siêu nhân anh bảo đảm với em là đủ số tiền 48 triệu. Anh này chứ. 48 triệu hồi nãy anh mình đếm sao quên rồi, 48.410.000. Tuy nhiên thì giờ anh không có muốn em cầm. Dạ. Nhiều khi cái này nó di trùng nhiều đúng không? Thì giờ là số tiền này là em cứ yên tâm chính xác, thì theo em là số tiền này anh đưa cho ai? Dạ anh cứ giao cho chị Ngân. À, đưa chị Ngân. Rồi chị Ngân là cái chị đang đứng quay phim đúng không? Dạ đúng rồi anh. Rồi chị Ngân là chị đang đứng quay phim ở phía sau. Thì cả nhà mình yên tâm ha, siêu nhân sẽ giao số đúng số tiền của cái nhà mình là 48.410.000. Thì siêu nhân xin nói lại một lần nữa cho em Trâm cũng như là cả nhà mình dễ hiểu lúc mà siêu nhân cách nghĩa. Thì 10 bao hạt của chị Hương Từ, 10 bao hạt của Nhi Nguyễn là 20 bao, là siêu nhân không có tính tiền, là có là Mạnh Thường Quân tính tiền riêng với siêu nhân rồi. Dạ. Thì siêu nhân không có nói tới. Chị Hương Từ hỗ trợ thêm 5 triệu, Mạnh Thường Quân giấu tên hỗ trợ thêm 5 triệu, em Học É hỗ trợ 5 triệu, em Liên Đặng ở Úc hỗ trợ 30 triệu, em Phượng Bùi ở Mỹ hỗ trợ 5 triệu, chị Long Nguyễn ở Úc hỗ trợ 22.210.000. Tổng số tiền siêu nhân nhận được là 72.210.000. Siêu nhân mua 34 bao hạt, 34 bao gồm 10 bao của chị Hương Từ, 10 bao của Nhi Nguyễn là thành 54 bao. Là 34 bao nhân cho 650 bằng 22.100.000, tiền xe gửi ra 1.700.000. Hai cái này cộng lại là 23.810.000. Mình lấy 72.210 trừ cho 23.800, còn lại 48.410.000 siêu nhân xin trao cho em vợ chồng em Trâm để trang trải tiền viện phí nha cả nhà mình. Thì qua clip hôm nay siêu nhân còn chị Năm Ngọc thì là 5 triệu mà mua thức ăn mèo cho các trạm mấy mèo thì riêng nữa ha. Em xin ghi nhận tấm lòng của chị. Quay trở lại câu chuyện của em Trâm thì siêu nhân thật sự ra em Trâm gặp nạn vậy, cả nhà mình thương, cả nhà mình chung tay vừa lúc đầu thì mình em Trâm thôi và lo các bé, nói siêu nhân rằng là phải mua thức ăn nhiều, thức ăn hạt, bởi vì giờ ai nấu cơm, rồi sau đó rồi em Trâm xuất viện về đi chăng nữa thì nói về mà đụng vô gân thì cái thời gian nghỉ nó dài, rồi hãy cho các bé nó ăn hạt. Thì kêu siêu nhân là Mạnh Thường Quân mình kêu siêu nhân mua hết hạt, tuy nhiên thì hết hạt thì nó quá nhiều và đồng thời không phải là kêu mua hết, nó không đúng. Có Mạnh Thường Quân kêu siêu nhân mua, có Mạnh Thường Quân thì kêu làm cái gì cũng được, có Mạnh Thường Quân thì đưa tiền. Tuy nhiên thì với số lượng mà 54 bao là cũng nhiều lắm cho cả nhà mình, chứ còn mình nhiều hơn nữa thì sợ nhiều khi ăn không kịp. Cái thứ hai nữa thì em Trâm đang rất là cần tiền, rất là cần luôn, đã đóng tiền viện phí hết 20 triệu. Dạ 30 anh rồi. 30 rồi hả? Là tiền đi mượn. Dạ nói chung ở nhà cũng mẹ cũng đi mượn bên dòng họ gì đó để đóng cho bên em trước. Đó thì đó là mới hôm qua là mình em Trâm thôi, còn sáng hôm nay là chồng vô nữa. Đó thì bây giờ là còn trong phòng cấp cứu. Cái nhà mình chưa được nhìn thấy thôi, nhưng mà siêu nhân đã nhìn thấy thì siêu nhân nó diễn tả sơ với cái nhà mình, nói chung là từ cái đầu gối trở xuống thì nát bấy. Nó do cũng là còn một bé khỉ đó cắn đó. Thì siêu nhân cũng xin các Mạnh Thường Quân mình trong và ngoài nước thấy vợ chồng em Trâm cũng vì các bé như vậy mà tới giờ phút này mà còn không muốn ra tay với lại bé khỉ luôn á, muốn cho tìm một cái lối sống mới cho bé khỉ thôi, chứ không muốn là kêu bằng là trợ tử đó. Thì siêu nhân riêng ý siêu nhân đã nói là trong cái like nãy mà bị bảo vệ đuổi rồi, nếu như mà mình làm cái gì đi chăng nữa thì cũng tội nghiệp. Thật sự ra bây giờ mình thả về rừng thì cái chuyện đó là một biện pháp tốt, tuy nhiên thì siêu nhân chỉ sợ là nó đi ra ngoài nó gặp người nó lại cắn nữa, đặc biệt nhất là con nít và phụ nữ thì không thể nào làm lại, là càng thảm tệ hơn.
em coi chừng ngón tay che camera đúng không? Thì qua đây thì siêu nhân xin nhắn gửi với tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước phụ giúp cho vợ chồng em Trâm có tiền viện phí cho cả nhà mình. Đã đóng 30 triệu rồi mà siêu nhân nghe nói là tiền viện phí bác sĩ nó khoảng 80. Yeah. Khoảng 80 triệu mà mới có một mình thôi, bây giờ thêm một mình chuẩn bị vô nữa là hai mình. Với số tiền này thì em Trâm mới được phần nửa của em Trâm thôi. Cái đó thì cái con số của bác sĩ đưa ra thôi nha. Còn siêu nhân còn nói cả nhà mình nằm trong đây rồi nó phát sinh đủ thứ chuyện hết. Nó phát sinh nhiều thứ lắm. Mong cả nhà mình giúp đỡ. Nếu mà mọi sự giúp đỡ của cả nhà mình có thể là gọi điện thẳng về cho em Trâm, cũng như là cũng có thể là gửi số tài khoản của em Trâm lên cộng đồng để nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng mình ha. Thì bây giờ em đọc số điện thoại của em lên, số tài khoản của em lên, anh sẽ truyền tải dùm cho em cái số tài khoản và cái số điện thoại của hai vợ chồng em lên trên cộng đồng. Yeah. Rồi em có đôi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân luôn ha. Mong rằng anh chị là hy vọng mong rằng em nhận được sự giúp đỡ từ các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước để cho hai vợ chồng em vượt qua được cái đại nạn này ha. Rồi em đọc số điện thoại em lên và số tài khoản em lên đi. Dạ, kính chào các Mạnh Thường Quân. Dạ, thì nói chung là cái like này á thì em cũng muốn là các anh chị là giúp đỡ cho hai vợ chồng em á, là trước là ví dụ sau nữa là em cũng muốn giúp đỡ cho cái trạm chó mèo của em là 300 đứa ở nhà là có được miếng ăn để là duy trì được cái trạm. Chứ giờ hai chồng cũng nằm đây thì cũng không biết ai để mà phụ lo cho mấy đứa nhỏ ở nhà là có miếng ăn rồi giống như là cuộc sống sau này của đứa nhỏ. Thì thôi em cũng muốn đây là đăng gửi lên cái số tài khoản là nhờ các anh chị Mạnh Thường Quân có thể là giúp đỡ cho tụi nhỏ nhà đó cuộc sống. Ví dụ em có thể là nhờ cái số tiền đó là em có thể thuê một người phụ giúp việc gì đó là có thể ví dụ phụ giúp dọn dẹp để cho nó trong thời gian có em phải nằm viện cũng phải là hơn cả nửa tháng gì đó thì em mới đứng dậy em có thể lo được đó. Dạ, số tài khoản của em là 0061 000 192 784 Vietcombank. Em tên là Bùi Hoàng Yến Trâm. Em đọc từ lại, nhiều khi Mạnh Thường Quân ghi chép không kịp á. Đọc lại cái tên em cho rõ, cái tên ngân hàng, số tài khoản. Ngân hàng của em là Vietcombank. Số tài khoản của em là 0061 000 192 784. Số điện thoại. Dạ, số điện thoại của em là 0982 424 622. Rồi cả nhà mình yên tâm ha, hai vợ chồng có quả cùng chia thì cả nhà mình cứ yên tâm đó, cứ nhận vào một số tài khoản là hai vợ chồng cùng chia đó ha, cả nhà mình ha, có quả cùng có phước cùng hưởng, có quả cùng chia đúng y luôn. Thì siêu nhân chỉ biết là giúp cho vợ chồng em Trâm như thế đó, còn cả nhà mình mà nếu mà muốn gửi trực tiếp đến siêu nhân thì siêu nhân cũng xin nhận ha. Nói về mà gửi trực tiếp với siêu nhân để giúp vợ chồng em Trâm thì siêu nhân cũng xin nhận ha. Thì giống như là siêu nhân đã nhận những số tiền của cái nhà mình chung như vậy thì cả nhà mình đã biết số tài khoản và biết số điện thoại của siêu nhân hết rồi thì siêu nhân cũng xin nhận luôn. Rồi bây giờ em có đôi lời, có nghĩa là hôm nay em sẽ nhận được là số tiền là 48.410.000 và 54 bao hạt. Yeah. Ha, 54 bao hạt. Rồi còn siêu nhân còn 2 tấn gạo của Mạnh Thường Quân mình cho các bé của Thanh Nguyễn cho các bé nữa thì bây giờ cái đó anh cũng chia ra luôn. Yeah. Thì mặc dù em có phần thì có nhưng mà em vẫn nhận được một ít tấm lòng của Nhi Nguyễn ở Thanh Nguyễn, một chút tấm lòng của Thanh Nguyễn trong cái số 2 tấn gạo này thì để anh chia ra ha. Rồi em có đôi lời gì muốn nói với tất cả quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước thì em nói. Siêu nhân có một miếng quà của Thanh Nguyễn tặng cho em Trâm đây. Em nói đi, em nói hay là em muốn nghe tên Mạnh Thường Quân lại không? Nói chung là các Mạnh Thường Quân cũng thông cảm, biết sao nó cũng đau đầu quá, nó nhức đó, cho nên đúng là rồi. Tay chân nó nhức mà nó lên trên đầu nó cứ đau đầu, biết em cũng không nhớ được hết tên của các Mạnh Thường Quân. Thôi các Mạnh Thường Quân cũng thông cảm là cho em có thể là tóm gọi là em xin cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân và các anh chị Sài Gòn ở trong nước đã giúp đỡ trạm và cũng như đã giúp đỡ em trong cái hoàn cảnh nó khó khăn này. Thì em cũng không phải là muốn để cái câu chuyện này nó xảy ra đến với em, để em phải nhờ đến cộng đồng mạng để mà lên cái live trực tiếp này, nhờ anh siêu nhân phải mất công từ trong Sài Gòn mà đi ra đây đó. Cho nên Mạnh Thường Quân cũng thông cảm, tại vì nói chung là cũng do tình thương của tụi nhỏ mà em nuôi cái con khỉ này, nó cũng đã 8 năm rồi chứ phải là em đem nó về, mà cũng thương nó giống như là một đứa con gì đó. Nó cũng vô tình là
nói chung là tại vì á, là nó hơi bị bực mình em là do em không cho nó đi chơi đó, em mới để nó trong cái chuồng em nhốt nó mà vô tình mà nó cắn em là như vậy. Cho nên mạnh thường quân là cũng thông cảm, em cũng không nhớ tên, em chỉ là có thể tóm gọn đó là các mạnh thường quân đã cho em không mạnh thường quân hiểu đó là gạo với lại thức ăn cho mấy bé trong khoảng thời gian em nằm viện như vậy để cho tụi nhỏ nó có được cuộc sống, chứ bây giờ mạnh thường quân không giúp thì em cũng không còn khả năng để mà kiếm cho tụi nó nữa, là tụi nó cũng không có ai lo đó. Các mạnh thường quân thương em xin cảm ơn các mạnh thường quân nhiều ạ. Rồi đây là em chai dầu nè, đây là chai dầu xanh, dầu xanh mà cái kiểu mới tên gì quên rồi. Em Thanh Nguyễn ở bên Mỹ á, về mang về tặng cho trạm mình ha. Cái này là dầu xanh thôi, dầu xanh thường là em biết rồi đúng không? Nhưng mà cái này là chai mới, chai lăng ha. Thì một chút tấm lòng của Thanh Nguyễn gửi tặng cho em, với lại thêm một cục xà bông bên đó cũng mang từ bên Mỹ về. Anh để đây thì Thanh Nguyễn nhiều. Cái này thì em đang cần nè, dầu xanh nè, đang cần năng sức nè, anh đưa cho em hai chai ha. Còn của em quay phim phía sau thì cũng nhận được một phần của Thanh Nguyễn luôn. Cũng lo cho các bé đó nha Thanh Nguyễn nha. Dạ cũng nhờ chị đó, bữa giờ chị đó cũng lo cho mấy tụi nhỏ bên em á. Rồi dạ. Thì giờ tới anh làm ấy là em là diễn viên chính đi. Bây giờ diễn viên chính. Dạ sẽ nhân quay phim ngược lại. Là diễn viên chính là nhận tiền thay mặt của anh Trâm để lo cho các bé. Thì với số tiền đó thì hồi em có thể em về em giúp lại ha. Dạ. 48 triệu như quên nữa rồi, quên cũng xỏ rồi, 48 triệu mấy quên rồi, 48 triệu 410 ngàn ha. Rồi đây là em Ngân, thay mặt vợ chồng mới đầu tiên thôi, là thay mặt 1% thôi để lo trong bệnh viện và bé bên ngoài, bây giờ là thay mặt hết hai vợ chồng luôn rồi. Và chồng Mỹ luôn thì anh Tâm đang gánh một trách nhiệm lo cho bé đó, cả nhà mình. Thì em nhận về dùm số tiền mà đưa cho đúng không? Dạ, dạ cứ giao cho chị Ngân nè, không sao hết đó, dạ. Rồi vậy nha cả nhà mình ha. Chị Ngân xin đại diện cho vợ chồng em Tâm cũng như là em Ngân ở đây cùng tất cả những người yêu thương chó mèo một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước mình rất là nhiều ha. Xin mến chúc quý mạnh thường quân trong và ngoài nước mình được nhiều sức khỏe và bình an. Thì cả nhà mình nghe tiếng gọi của siêu nhân cũng như là phụ giúp cho em vợ chồng em Trâm vượt qua được cái khó khăn này nha cả nhà mình nha. Siêu nhân còn những cái like kế tiếp để phát quà cho các trạm ở Nha Trang nữa ha, cả nhà mình đón xem. Bye bye cả nhà nha. Bye em ha, giữ gìn sức khỏe nha. Rồi em cảm ơn siêu nhân nhiều luôn. Rồi bye em luôn nha. Quân.